Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người thì có 3 việc quan trọng. Đó là gì? Một là tậu trâu, lấy vợ, làm nhà. Trong đó, để có cuộc sống luôn đầm ấm, hòa thuận thì hạnh phúc giữa hai vợ chồng cần phải xem xét đến nhiều yếu tố. Đặc biệt là trước khi đến với nhau thì hai người cần phải xem xét cung mệnh của mình phối với đối phương là có được hợp hay không. Đấy. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cặp con giáp với nhau, những cung mệnh phối với nhau sẽ được chúng ta sẽ được gì? Được sinh khí. Đó là một trong cái tốt nhất. Đó, một trong cái tốt nhất lấy nhau. Khi mà những cái cung này phối với nhau sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Đấy. Vợ chồng thì hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh học giỏi. Và trong gia đạo về tài lộc, con đường tài lộc thì vượng tiến và công danh sự nghiệp sẽ hiển vinh. Và đó là những cái cặp nào? Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét. Đó, cặp đầu tiên chúng ta xét là cặp gì? Cặp càn, trai cung càn lấy nữ cung đoài, hoặc là trai cung đoài lấy gái cung càn thì được sinh khí. Đó. Thì những người cung càn có cung mệnh là cung càn đấy. Những người có cung sinh là cung càn thì bao gồm những người sinh năm sau này. Đầu tiên là những gia chủ sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý, những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý, 1987 là tuổi Đinh Mão, 1966 là tuổi Bính Ngọ, 1943 hoặc là 2003 là tuổi Quý Mùi, 1981 là tuổi Tân Dậu và 1994 là tuổi Giáp Tuất. Đó là những gia chủ có cung sinh là cung càn, bao gồm cả nam mệnh và nữ mệnh. Đó. Còn những gia chủ có cung sinh là cung đoài, đấy, cả nam mệnh và nữ mệnh nhé, bao gồm những người sau này. Những người sinh năm 2009, 1949 là tuổi Kỷ Sửu, 1961 là tuổi Tân Sửu, 1988 là tuổi Mậu Thìn, 1965 là tuổi Ất Tỵ, 1967 là tuổi Đinh Tỵ và 1982 là tuổi Nhâm Tuất. Cuối cùng là những người sinh năm 1995. Thì khi cung càn phối hợp với cung đoài, trai cung càn lấy gái cung đoài hay là trai cung đoài lấy gái cung càn thì đều là gì? Đều là sinh khí, là tốt nhất, đúng không? Ví dụ như là những người sinh năm 2008 mà lấy 2009, đúng không ạ? Những người sinh năm 1949 mà lấy 1943, hoặc là những người sinh năm 1987 là Đinh Mão mà lấy 88 là tuổi Mậu Thìn. Đó, hoặc là 1982 là Nhâm Tuất mà lấy là 1987 là Đinh Mão, 1995 Ất Hợi mà lấy 1994 là Giáp Tuất, hoặc là 1981 là Tân Dậu mà lấy 1982 là Nhâm Tuất thì sẽ được gì? Được sinh khí, rất là tốt. Đó. Thì theo những phân tích của các chuyên gia thì khi mà cặp vợ chồng đó mà cặp cái cung này, tức là cung càn mà lấy cung càn mà lấy cung đoài thì được sinh khí. Đấy, tốt. Khi mà đến với nhau thì gia đình vô cùng hạnh phúc. Đấy. Tương lai thì gặp được nhiều cái may mắn. Hai vợ chồng trong hôn nhân thì luôn cảm thông và biết chia sẻ những khó khăn với nhau trong cuộc sống. Về đường con cái của cặp vợ chồng này thì cũng là gì? Thuận lợi và gặp nhiều cái may mắn hơn nhiều các những cặp đôi khác. Con cái thì ngoan ngoãn nên là gì? Về sau hậu vận thì sẽ khá là tốt và được gì? Được hưởng phúc phần. Con cháu được hưởng phúc phần từ cha ông để lại. Đó. Đó là những cặp mà cung càn lấy cung đoài, đúng không? Cặp thứ hai chúng ta xét là cặp những gia chủ cung khảm mà lấy cung tốn. Cung khảm mà lấy cung tốn thì cũng sẽ được là gì? Được sinh khí. Đó là cặp thứ hai. Cung khảm lấy cung tốn hay là cung tốn lấy cung khảm. Những gia chủ nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh là cung khảm ấy thì bao gồm những người sinh năm sau này. Những gia chủ sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, 1998 là tuổi Mậu Dần, 1976 là tuổi Bính Thìn, 1952 là Nhâm Thìn, 1955 là tuổi Ất Mùi, 1991 là tuổi Tân Mùi và 1970 là tuổi gì? Canh Tuất. Đó. Đó là những gia chủ có cung sinh là cung khảm. Tiếp theo tôi xét là những người có cung sinh là cung tốn, đúng không? Cung sinh cung tốn thì sẽ gồm những người sau này. Những gia chủ có cung sinh cung tốn gồm những người sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu, 1973 là tuổi Tân Sửu, 1964 là tuổi Giáp Thìn, 2001 là tuổi Tân Tỵ, đúng không? 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 1946 hay là 2006 là tuổi Bính Tuất và 1958 là tuổi Mậu Tuất. Đó. Khi mà kết hợp với nhau, ví dụ như 1986 mà lấy 1985 hoặc 1998 mà lấy 1985 hoặc là 1976 lấy 1973, 1976 lấy 1979 hoặc là những gia chủ sinh năm 1991 là tuổi Tân Mùi mà lấy 2001 là tuổi Tân Tỵ, hoặc là những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất mà lấy 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 1958 là Mậu Tuất mà lấy 1952 là tuổi Nhâm Thìn, vân vân. Đó thì sẽ được gì? Được cung là sinh khí. Đó. Nếu mà hai vợ chồng một cung khảm mà kết hợp với cung tốn thì cuộc sống hôn nhân khá là hạnh phúc, gia đình thì hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn và giỏi giang. Hai vợ chồng sẽ được thì tương trợ lẫn nhau về cái vận mệnh. Đấy. Mạng thọ thì được duyên bền,
và tình cảm thì ngày càng sâu đậm, ngày càng khăng khít. Cung sinh khí của hai vợ chồng tuy không dồi dào về mặt tiền bạc nhưng mà cũng không quá túng thiếu. Cuộc sống của hai vợ chồng thì gì cũng thừa ăn đủ tiêu. Đó. Chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, và con cháu thì cũng sẽ được hưởng phúc phần từ cha mẹ và từ ông bà. Đó, ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Đó, đó là cặp thứ hai. Cặp thứ hai là cặp gì? Chồng khảm và vợ tốt. Đó. Cặp thứ ba chúng ta xét đó là chồng cấn và vợ khôn. Đó, chồng cấn vợ khôn. Chồng cấn vợ khôn, chồng cấn vợ khôn thì là được gì? Được sinh khí. Đây là cặp thứ ba. Được sinh khí nhá. Hoặc là chồng khôn vợ cấn. Đó. Thì những gia chủ nam mệnh nữ mệnh có cung sinh là cung cấn, bao gồm những người sinh năm sau. Những gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996, những người sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần, 1950 hay là 2010 là tuổi gì? Là tuổi Canh Dần, 1962 là tuổi Nhâm Dần, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1968 là tuổi Mậu Thân, 1947 hay là 2007 là tuổi Đinh Hợi, 1959 là tuổi Kỷ Hợi. Đó, đó là những gia chủ có cung mệnh, có cung sinh là cung cấn. Tiếp theo, những gia chủ có cung sinh là cung khôn, bao gồm cả nam mạng, nữ mạng, thì gồm những người sau này: sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão, 1977 là tuổi Đinh Tỵ, 1953 hay là 2013 là tuổi Quý Tỵ, 1944 hay là 2004 là tuổi Giáp Thân, 1956 là tuổi Bính Thân, 1980 là tuổi Canh Thân và 1992 là tuổi Nhâm Thân, cuối cùng 1971 là tuổi Tân Hợi. Đó, khi kết hợp giữa cung cấn và cung khôn như là 1996 mà lấy 1999 chẳng hạn, Bính Tý mà lấy Kỷ Mão, hoặc là 1974 là Giáp Dần mà lấy Đinh Tỵ là 1977, hoặc là 1950 là Canh Dần mà lấy 1953 là Quý Tỵ, hoặc là 1962 là Nhâm Dần mà lấy 1956, 1956 là Bính Thân, hoặc là 1989 là Quý Tỵ mà lấy 1980 là Canh Thân, hoặc 1992 Nhâm Thân mà lấy 1989 là Quý Tỵ, hoặc 1971 là Tân Hợi mà lấy 1974 là Giáp Dần, vân vân. Đó, thì những cặp này thì được gọi là gì? Cặp sinh khí. Đó, cặp cấn khôn. Đấy, thì quý vị có thể nhìn trên màn hình và lựa chọn cho mình xem cái tuổi của mình cung cấn và kết hợp cung khôn thì có đúng là mình không nhá. Và khi hai tuổi này cung cấn mà kết hợp với cung khôn ấy, thì theo các chuyên gia thì các cặp vợ chồng cung cấn đến cung khôn thì sẽ là tốt lành về sinh khí. Cặp đôi này có duyên lan phụ, đúng không ạ? Phúc khí thì đầy đủ và tương lai thì vô cùng là sáng ngời. Hai vợ chồng sau này thì có cuộc sống hôn nhân là luôn giúp đỡ lẫn nhau. Vợ thì có tướng là vượng phu ích tử, nên con đường quan lộc của chồng thì ngày càng chỉ mở mang. Đấy, sự nghiệp của chồng thì phất lên như diều gặp gió. Đó, đặc biệt là gì, con đường con cái của hai tuổi này thì rất là thuận lợi, và con cái của họ là những người có tài trong tương lai. Hơn nữa là cái hậu vận của hai vợ chồng thì đều được nhờ, đều được hưởng phúc từ con cháu. Đó, đó là cặp thứ ba, đúng không ạ? Và cặp cuối cùng chúng ta xét là cặp chồng ly vợ chấn, hay là chồng chấn vợ ly. Đó, chồng ly vợ chấn thì chúng ta sẽ được là gì? Được sinh khí. Và gì? Chồng chấn vợ ly, chồng chấn vợ ly thì cũng sẽ được là sinh khí. Đó, đây là cặp cuối cùng. Những gia chủ nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh là cung ly thì bao gồm những người sinh năm sau. Những người sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão, 1951 hay là 2011 là tuổi Tân Mão. Những người sinh năm 1963 là tuổi Quý Mão, 1954 là Giáp Ngọ, 1990 là Canh Ngọ, 1942 hoặc là 2002 là Nhâm Ngọ, và 1969 là Kỷ Dậu, 1997 là những người sinh năm Đinh Sửu, đúng không ạ? Tiếp theo, những gia chủ nam mệnh nữ mệnh có cung sinh là cung chấn thì bao gồm những người sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý, 1972 là Nhâm Tý, 1978 là Mậu Ngọ, 2000 là Canh Thìn, 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu, 1957 là Đinh Dậu và 1993 là tuổi Quý Dậu. Đó, khi mà phối giữa hai người cung ly và cung chấn, ví dụ như là gì, 1975 mà lấy 1972 hoặc 1978, đúng không ạ, thì được là gì, sinh khí. 1951 là Tân Mão mà lấy 1945 hoặc là lấy 1972 hoặc 1957, đó thì được gì, được sinh khí. Những người sinh năm 1963 là tuổi Quý Mão mà lấy 1972 là Nhâm Tý thì cũng được sinh khí, hoặc là Quý Mão lấy 1978 Mậu Ngọ cũng được sinh khí. Đó, những người sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ, Canh Ngọ mà lấy 1993 Quý Dậu thì cũng sẽ được sinh khí, Canh Ngọ mà lấy 2000 là Canh Thìn thì cũng sẽ được sinh khí. Đó, những người sinh năm 1969 là tuổi Kỷ Dậu, Kỷ Dậu mà lấy 1978 là Mậu Ngọ thì cũng được sinh khí, hoặc là 69 Bảy Dậu, Kỷ Dậu lấy 1972 Nhâm Tý thì cũng sẽ được sinh khí. Đó, vân vân. Đấy, thì quý vị cứ phối giữa hai cung ly và cung chấn thì xem mình có thuộc những con giáp may mắn hay không. Đó, thì phải nói rằng là nếu mà lấy chồng cung ly mà
cung chấn hoặc là chồng cung chấn là vợ cung đi thì vô cùng là hợp nhau. Hai người sẽ có khuynh hướng là chuyện gì cũng sẽ bàn luận và thỏa hiệp. Vậy họ sẽ thỏa hiệp trước, đó, thỏa hiệp trước và thao tác trước, dẫn đến là gì, họ dễ có những cái thành công rất là xuất sắc. Thì tóm lại hai vợ chồng cung này rất là tốt. Vào độ tuổi trung niên thì cặp vợ chồng này sẽ có sự thành công xuất sắc và sẽ có sự nghiệp vững bền trong tương lai. Do đó về cuối đời thì cái sinh khí của họ khá là dồi dào, cuộc sống thì đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Đó. Như vậy là tôi cũng vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cặp vợ chồng lấy nhau cực kỳ tốt, đã được sinh khí, đúng không? Tốt nhất trong các loại tốt. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.